Đây là đường dây tổ chức môi giới mại dâm hoạt động liên tỉnh rất tinh vi và do đối tượng Nguyễn Xuân Hoàng cầm đầu. Các đối tượng luôn sử dụng mạng Internet để giao dịch, điều gai bán dâm cho khách khi có nhu cầu. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ hơn 2 tỷ đồng cùng nhiều điện thoại, máy tính bảng và hàng chục thẻ tín dụng ngân hàng mà các đối tượng dùng để điều hành hoạt động của đường dây mua bán dâm. Bước đầu công an đã làm rõ trung bình mỗi tháng, một cô gái bán dâm phải trả cho đối tượng môi giới từ 3 triệu đồng đến 8 triệu đồng. Riêng đối tượng Hoàng cầm đầu đường dây hiện đang quản lý gần 200 cô gái bán dâm hoạt động tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Trung bình mỗi tháng, Hoàng thu lợi bất chính từ hoạt động môi giới mại dâm là hơn 1 tỷ đồng.